Hello mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
Chào mọi người, chúc mừng một tối vui vẻ. Hôm nay thì là ngày của các bạn gà. Thế là nhờ mọi người một chút nhỉ. Đây để cậu cứ ghim lại nhé. Ai hay bị vong nhập? Đấy, ai hay bị vong nhập? Cho cậu nhờ chút. Để cho một bạn gà tu tập mà có duyên với mọi người lên chia sẻ và cậu sẽ giúp các bạn ấy đi siêu thoát đó. Sẽ ghi lên lại. Đó, mọi người đọc comment đã ghim giúp cậu nhé. Ai mà bị nhập nhập dễ cơ, nhập sâu ấy, để trên cho bạn gái bạn lên bạn nên chia sẻ cho nó dễ. Nhập nó hoàn toàn thì nó sẽ tốt. Vui thì quen thuộc rồi, thế nên là cậu muốn một người lạ, nó sẽ đáng cho mọi những cái người họ mới xem họ là họ sẽ tin cậy hơn. Vui thì quen thuộc rồi. Cường Pi, cậu soi giúp con vợ chồng con mở kho được không? Anh thì năm nay hơi đen, những cái công việc của anh nó lại là kiếm tiền nhiều hơn, tốt hơn vợ anh, nên mà cũng được. Vợ anh năm nay không bớt không đen bằng năm ngoái. Cái này tùy anh thôi nhá, như cậu thấy là mở được tùy vào điều kiện của anh, trường hợp vợ chồng anh được. Đấy, biểu tượng số 3 trên comment cũng theo dõi cậu rồi đó là sao? Không hiểu. Số 3 là cái gì? Người theo dõi thâm niên. Cái gì?
Nhập được 70% thì sẽ khó lắm. Phải cái người là nhập hoàn toàn cơ. Thì các bạn gà, cậu muốn gọi một cái bạn gà, bạn ấy tu tập. Đấy, bạn ấy tu tập lên thì bạn ấy sẽ dùng những cái từ ngữ về tu tập. Nếu mà nhập không hoàn toàn thì sẽ khó. Khó để mà ấy đấy. Để mà chia sẻ được những cái lời tu tập đấy. Bạn gà này thì tôi sẽ thỉnh từ bên trên xuống, tức là một bạn đã từng từng là do cậu cầu siêu đấy, bạn đang ở trên thiên, bạn đang ở trên chỗ các ngài, bạn ấy tu tập. Còn bi anh inbox nhé, bạn ấy trên đấy đang đang tu tập đấy, thì để cho bạn ấy có nhân duyên với những bạn gà khác ở dưới này, thì bạn ấy sẽ là người dẫn đường dẫn dắt độ cho các bạn gà dưới này. Hôm nay là ngày của các bạn gà. Mình đã có kinh gì thì mình đọc kinh đấy. Mình có cả hai kinh, đọc kinh Dược Sư trước rồi đến sám hối. Các bạn gà, hôm nay cậu sẽ cầu siêu cho các bạn gà đất nhà mọi người. Đất nhà mọi người có bao nhiêu bạn gà, cậu sẽ cầu siêu cho. Bạn nào đủ phúc sẽ đi lên trên, bạn nào không đủ phúc sẽ đi xuống dưới. Bởi vì trước giờ là gia đình nào hầu như là cũng 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 cắt cổ gà hết ạ. Mà mọi người phải hiểu các bạn gà là gì. Mọi người hay cắt cổ gà thì thường thường thấy gà là chảy nước mắt đúng không? Rơi nước mắt đúng không? Vậy sẽ cho mọi người biết là các bạn gà ấy, thì các bạn ấy phải đầu thai làm gà, và các bạn vẫn nhớ kiếp trước của mình nhé, nhớ nhé, các bạn gà là những các bạn được phép nhớ kiếp trước của mình nhé. Chỉ là gà không nói được tiếng người thì bạn không hiểu thôi, và đấy đấy nó gọi là kinh nhầm, đấy là một cái hình phạt của các ngài dành cho các bạn gà. Bởi vì khi mà các bạn ấy nhớ được kiếp trước ấy, và các bạn ấy kiếp trước thì lại chính là người thân bạn bè và anh em thân thiết của mọi người, thì kiếp này lại làm một con gà và vô tình là đúng vào gia đình nhà bạn. Khi mà bạn cắt cổ người ta thì cũng giống như bạn đang cắt cổ chính cái người thân của mình ở kiếp trước, có thể là cụ, có thể là ông bà nhiều đời. Chính vì vậy ấy, thì có những bạn gà thì đương nhiên là có những bạn gà thì bạn ấy vì bạn ấy bị cắt cổ, bạn ấy sợ chết thì bạn ấy rơi nước mắt thôi, nhưng mà cũng có rất rất nhiều bạn gà là vì bạn ấy thấy cái sự đau khổ đó, chính con cháu của mình đã cắt cổ mình nên các bạn ấy rơi nước mắt. Vậy nên là hôm nay, do là trước giờ từ thời xưa đến giờ gia đình mọi người không có ai cầu siêu cho các bạn gà. Đấy, hôm nay cậu sẽ cầu siêu cho các bạn gà. Bạn gà nào cũng nhớ được cậu à? Cái này cũng còn tùy nhé. Bởi vì là có những bạn gà các bạn ấy, bạn hiểu là sinh ra làm con người ấy, thì có người thông minh, có người ngu si đúng không? Thì gà nó cũng vậy. Có những bạn gà đầu óc nó không được thông minh lắm, thì đương nhiên là sẽ không thể nhớ được rồi. Trí tuệ, trí nhớ nó không có. Thế hôm nay là ngày của các bạn gà. Nên cậu sẽ cầu siêu cho các bạn gà, đất cho mọi người. Nếu mọi người mà muốn đất nhẹ nhàng hơn, các bạn gà được đi đất mọi người sạch hơn, các bạn gà được đi thì chia sẻ giúp cậu đi nhé. Cậu cần tìm một người lạ có thể nhập được tầm khoảng ít nhất phải 90 đến 100% thì người ta lên, người ta mới nói được những cái từ ngữ về tu tập cho mọi người hiểu. Top top nó đang bị chặn bán trầm nên lười chẳng ai đâu.
Là có ai không? Khoa inbox cho cậu đi. Sao được tha thứ bởi tôi vui miệng hãy đời ngây thơ biết bao trùng gì mong đừng chờ che từ hết thân người từ chú xuống gì chưa bao nghiệp phí trả một chút niệm Phật xóa tan đau đớn một chút niệm cái bài tiếng lòng gà con này ấy, chính là cái do các bạn gà các bạn ấy hát ấy. Tôi nói thật chả là cái hôm đó hôm sau tôi cầu siêu thì đêm hôm đó là tôi có nghe các bạn gà các bạn ấy những cái bạn gà mà tu tập ấy các bạn ấy hát các bạn ấy khi mà tôi ngủ ấy các bạn ấy đậu trên người tôi các bạn ấy hát. Thế là tôi nghe xong tôi copy lại tôi phổ nhạc làm thành cái bài này các bạn ấy hát ấy. Chứ không phải bài này là do cậu sáng tạo nhé copy lại của các bạn gà đấy xoay vần lòng tôi hối hận mong sao được tha thứ bởi câu vui miệng hai đời ngây thơ biết bao chung gì mong tôi chờ che từ hết thân người chú xuống gì chưa bao nhiêu ý chờ nào hãy niệm Phật xóa tan đau đớn cậu sao cậu nói đến bạn gà mà người con run vậy ạ? Thứ nhất là có kiếp chị cũng từng là gà và thứ hai là nhiều kiếp thì chị hạ rất là nhiều gà và thứ ba là bây giờ quanh người chị cũng có gà đã ăn lấy chủ của chị. Khó nhỉ, không có ai. Sao được tha thứ
Sơn kít, anh muốn mở rộng công việc thì anh mở thôi. Còn anh không mở thì công việc của anh nó chỉ bình bình vậy thôi. Vậy thôi mẹ, hai đời ngây thơ, biết bao chung gì, mong đừng chờ che, từ hết thân người, từ chú xuống gì, chưa bao nghiệp khi cha. Một chút niệm Phật xóa tan đau đớn, một chút niệm Phật xóa tan hận thù, để đến mốc. À, cái việc lần này hôm nay này cầu siêu cho các bạn gà thì cậu cũng tùy duyên thôi đấy, nếu mà tìm được người bây giờ có thể nhập vào và chia sẻ như vậy thì cậu sẽ giúp các bạn gà, còn nếu chưa đủ duyên thì cũng phải chịu. Còn như hiện tại tôi đang thấy các bạn gà ở bên chỗ mọi người, các bạn đang nhau nhau lên đấy. Thế bạn gà nào mà muốn giúp cho bản thân mình hay đồng loại của mình mà đang ở ở chỗ mà người có thể nhập được lên để chia sẻ về cái số phận khổ của các bạn đấy, để đủ duyên thì lên đi nhá, thì cậu mới giúp được. Tất cả đều phải đủ duyên nha các bạn nhá, các bạn nhao nhao lên cũng mà người đang ngồi thì sẽ hơi thấy sởn da gà gáy ốc một tí ấy. Bởi vì các bạn gà các bạn đang bu vào người mọi người rất là nhiều. Thì trước giờ chưa bao giờ có ai nói cầu siêu các bạn gà mà. Nhưng bây giờ cậu nói như vậy thì các bạn ấy rất là mãnh liệt. Dạ đúng rồi cậu ạ, con ớn cổ con ớn nhiều. Bạn bạn nhập được hay sao? Bạn 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 nhập được nhiều à? Lam mà lại bảo nhập được 100% hay là 90%? Khó hiểu nhỉ? Bạn nhập được bao nhiêu phần trăm? Trần nhài đối diện nhà con là mò lò mổ gà, chắc nơi đó nhiều vong bạn gà lắm cậu nhỉ, con làm sao để giúp các bạn gà. Bên đó không phải nhiều mà là rất 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 nhiều, bên đó thì rất là nhiều, hầu như là các bạn gà đều nghiệp nặng đấy. Thế là hôm nay mà chị muốn giúp các bạn ấy, chị khởi tâm lên, chị nghĩ đến bên đối diện đấy, sau đó chị nghĩ chị bảo là các bạn sang đây đấy. Dẫn duyên để cậu Thành tìm được người có thể giúp cho các bạn. Nói trước là người chị sẽ bị rùng mình đấy, rất là nhiều luôn đấy. Mà các bạn ấy có giúp thì thực sự các bạn cũng không thể đủ phúc để lên trên trên cõi mà các ngài dạy được. Các bạn này sẽ xuống dưới âm, nhưng ít nhất xuống dưới âm còn đỡ khổ hơn là lang thang trên trần này. Thân xác nằm im một chỗ vất vả. Phương Thảo, con cảm nhận người ta đang bu hết phần lưng sau lưng con đúng không ạ? Đúng rồi bạn, bạn sẽ thấy là nặng nặng giữa lưng và nó hơi lạnh sau lưng đấy.
Chó, chó thì để tùy duyên khi khác mà nhé. Hôm nay là ngày của các bạn gà. Đến bao tội nghiệp bày cho mẹ tôi, nghiệp báo xoay vần lòng tôi hối hận, mong sao được tha thứ. Bởi tôi vui biển hãy đời ngày thơ, biết bao chung xin mong được chờ che từ hết thân người để chúa xuống xin chưa bao nhiêu. Cậu ơi cậu giúp con run quá cậu ơi, lành phạm bị phong nhập chưa, ai nhập được trên 80% nhắn tin qua cho cậu nhé. Kiếp nhân sinh bình thường con thả lỏng là hay bị nhập nhưng chưa cho nhập sát ạ. Vậy có nhập được không? Thế có thể được đấy, kiếp nhân sinh ạ. Thế chị nhập chị mê, chị nhớ được ít lắm. Nên có thể giúp được. Phúc Thịnh, nếu mà bạn nhập được nhiều thì bạn có thể nhắn tin qua cậu đi nhé. Để cậu sẽ check thì nhắn. Dung Dung Hoàng chưa đủ duyên đâu, bạn nhập không được nhiều phần trăm. Bạn nhập được thấp lắm. Mà nhập được có 60-70% thôi. Trang Đoàn Thị Trang, còn có người cô tên Nguyễn Thị Thoa hay bị vong nhập tà theo, không phải căn quả gì đâu. Con ơi, đến bao tội nghiệp, cây trồng lấy
say vần lòng tôi hối hận mong sao được tha thứ bởi thú vui miệng hãy đời ngày thơ biết bao chung si mong đừng chờ chờ từ hết thân người được chú xuống si chưa bao nhiêu vì cha nào hãy niệm phật xóa tan đau đớn nào hãy niệm phật xóa tan hận thù nào hãy kiên trì đêm ngày ta thoát khỏi mê hồng hắt lên đầu đồng với khổ đau mẹ quấn em che che muôn loài nào hãy niệm biểu tượng số 3 là người theo dõi Lâm Thâm Liên. Tìm được người để có duyên với các bạn gà có phải khó nhỉ? Nào các bạn gà đâu rồi? Các bạn tìm người có duyên các bạn đi.
Người có duyên nhưng mà lại phải biết tu tập, khó nhờ. Đây là cái gì vậy? Đây là cậu thành siêu cấp điều trai vũ trụ. Hỏi đây là cái gì vậy? Trang vịt mở cũng được, nhưng nói trước là nó chỉ giúp cho phát triển công việc thôi, bảo thật nhiều lộc thì không thấy. Đỡ đen đủi hơn. Phúc Thịnh nghe tôi bảo ông trách nhắn chờ đi, ông không trách làm sao tôi gọi. Cứ toàn ngồi đi than vãn cái gì không à. Vui không bận, nhưng mà vui thì quen thuộc rồi, tôi muốn tìm người mới. Bởi vì là người mới thú vị hơn. Làng con có nhà mổ gà. Con trai của họ đang mạnh khỏe bình thường thì bị trầm cảm, không nói gì với ai, phải nghỉ học luôn. Hoàng muốn thử à? Cũng được. Bạn muốn thử thì tôi sẽ cho bạn thử. Vừa gọi em đã khóc rồi. Con khóc
gà luôn cậu. À. Em muốn thử. Nó bật cho cậu cái điện là tối om om này, chẳng nhìn thấy gì luôn. Luân ô tô Trọng Hoàng, cái này anh phải tích phúc phần cho vợ anh đi, như phóng sinh được công đức đi. Cái này anh hiểu cái này này, là vợ anh cứ bị ra máu, nó thấy nó chảy ra như kiểu như kiểu tuôn ra như kiểu gọi là suối, máu vợ anh nó tuôn ra thấy như kiểu suối luôn đấy. Cái này nó cũng sao nào, nghiệp kiếp trước đến 70%, thế là máu của vợ anh nó không thể nào mà đông mà cầm được, là vì vậy 70% là do nghiệp nhá. Thế những cái người mà các kiếp trước vợ anh là kiểu là đàn ông ấy, xong rồi giết họ toàn kiểu chọc tiết cắt cổ, mà bây giờ họ đứng quanh vợ anh nhiều lắm. Đấy, ông này ghê lắm. À, mời chị giới thiệu. Dạ thưa cậu, con tên là Hoàng Thị Dung, con đang sống tại thôn Bình Minh, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng ạ. Đông Hưng, Thái Bình. Chị sinh năm bao nhiêu? Dạ con sinh năm 1998 ạ. 98 là đang đi làm gì? Dạ con đang làm công nhân may cho cậu. Thế chị bị nhập vong nhập lâu chưa? Chị bị vong nhập lâu chưa? Dạ, con cũng mới 2-3 năm nay thôi cậu. Nhập vào thì những ai nhập chị và họ nhập họ nói gì? Dạ, cậu chờ con một chút. Con bật hai nghe lên. Cậu ơi, cuộc sống mình nếu không buông bỏ sẽ bị đẩy đưa bởi nghiệp lực, đúng không cậu? Nếu mà anh chấp niệm, anh sống không buông bỏ thì anh sẽ bị đưa đẩy bởi lòng tham, không phải bởi nghiệp lực. Bởi vì cái gốc của nghiệp lực của anh nó là lòng tham. Anh bị đưa đẩy bởi lòng tham, đúng không phải bởi nghiệp lực. Thế nhưng cái lúc mà người ta nhập lên bạn thì người ta nói gì? Ai nhập? Con cũng có nhiều lúc do là con nhập nhưng mà con vẫn biết là con nói những gì nhưng mà con không điều khiển được cơ thể đấy thôi ạ. Không điều khiển được cơ thể lời nói. Vẫn biết là mình nói gì. Bạn thì như đấy cậu nói đấy, cũng có kiếp bạn là gà. Thế là bạn cũng thì nhắc đến các bạn gà. Thú vị nhỉ, nhắc đến gà cái có gà nhập vào rồi kìa. Đây là bạn gà bình thường, cũng tu đấy nhưng mà chưa tới đâu cả nên chưa nói được. Gọi là nhập được thôi. Ở đất này từ thời xưa cũng bị gia đình nhà này từ thời xưa cắt cổ rồi, okay. Muốn được đi. Được rồi, ok.
Để nó cắt của con, nó đập đầu con rồi. Bạn đang kể, bạn đang kể là bạn ấy bị sao đấy. Đây là xong, bạn đang nghĩ này, cho con vào lồi đấy, xong vặt nông con, xong sạch mỏ con, đau lắm, con không biết làm nào. Con chỉ muốn đánh chết chúng nó, đánh nó sao nào. Gà này không nói được, bạn ấy tu nó chưa tới, tức là bạn gà này kiếp trước bạn ấy từng tu thôi, cái kiếp làm gà này bạn ấy không 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 không, không có tu tới đâu cả, nên bạn không nói được. Phải là bạn gà mà bạn ấy cũng tu cơ, bạn ấy tu lâu đời ấy, thì bạn ấy mới có chút thần thông bạn ấy mới nói được. Đây giờ lại là bạn gà khác này, bạn gà này nó bị dù này. Được rồi, các bạn hát tạm ra nhá, để bây giờ cậu nói chuyện với người Trần đã nhá. Nào cậu. Ừ, bạn bạn gì nhỉ? Bạn tên là gì nhỉ? Con Vân Dung ạ. Dung à. Con Vân Dung ạ. Bạn thì ở thì vong nhập, nhưng mà bạn tu nó cũng nhiều kiếp, chân tu của bạn nó cũng chưa cao, thế nên là bạn chỉ hợp với những cái bạn gà cũng chưa có chân tu cao, nên các bạn đó các bạn đã nhập vào bạn được. Đấy. Thì về bây giờ cậu gọi thêm bạn nam này nữa nhá, xem bạn ấy có đủ duyên đấy để giúp cho, để cho một cái bạn gà gọi là tu tập rất là cao để nhập vào bạn ấy, để chia sẻ nhé. Còn bạn thì cậu sẽ vẫn thêm vào nhé, để gọi cả hai người cùng một lúc, bạn sẽ cho các bạn gà không nói được nhập. Sau đó đủ duyên thì cậu sẽ giúp nhé, bạn gà vừa nãy đủ duyên để được lên lên trên cõi của các vị Phật để tu tập ấy. Thế tự nhiên con mừng quá cậu. Sao con mừng lắm cậu. Được rồi, đã có tí nhé, để có thêm một nhóm. Chút chân tu, hy vọng là đủ duyên. Vâng, chào anh. Vâng. Anh có thể giới thiệu được không ạ? Dạ, con tên Võ Phúc Thịnh, sinh năm 2000, sống tại Bạc Liêu. À, 2000. Còn trẻ Dạ. quá nhỉ. Bạc Liêu. Ừ, thì vừa rồi ở đây bạn có comment là bạn hay bị vong nhập à? Thì như nào? Dạ đúng rồi. Thế là bạn hay bị vong nhập thì những vong nào nhập? Và nhập lên thì như nào? Dạ lúc con đi chơi xong là con bị vong của mấy người hàng xóm luôn. Cái gì cơ? Bạn đi đâu cơ? Dạ lúc con bị vong vong nhập lên con đi thầy á, là À. con đi
chữa, thầy chữa cho con xong là con hết bị cái dông nó nhập, rồi xong con lúc con đi về nhà là con bị mấy bông, con nhìn tới đâu con bị là bông hàng xóm, mấy người mà mắc rồi á nhập cho con nói chuyện với mấy người hàng xóm luôn, con đi tới đâu là dông nó ốc cho con tới đó. Thế bây giờ bạn đang ngồi thì bạn thấy người bạn sao? Dạ, con ngồi nãy giờ giống như là có mấy bạn gà giống như vô con vậy đó. Ngồi là gán gán gạo cội cho cậu Thành. Cái gì có các bạn ấy bảo bạn thế á? Dạ, con đang ngồi, nãy lúc con đang ngồi xem live cậu là mấy giống như là có mấy bạn gà giống như vô con ngồi. Dạ. Đấy, mọi người thấy tâm linh vi diệu không? Thì anh cậu bảo cái là các bạn gà các bạn ấy vào người mọi người để muốn mọi người giúp các bạn ấy. À, tại sao hôm nay tôi lại giúp các bạn gà? Bởi vì là hôm nay là các vị Phật đấy, có nhân duyên với các vị Phật thế là mới giúp các bạn gà. Anh này có chút chân tu này, các kiếp trước là có chút chân tu này, cũng có kiếp làm sư này, đấy, sư trụ trì này, nên là thấy các bạn gà cũng tu tập nhập vào anh này được này. Đấy. Mấy cái bạn đang ở dạ, người anh này cũng tu tập này. Từ lúc con đi chữa bệnh năm tới giờ là con ăn chay, con cũng đi chùa. Là từ trước tới giờ không có, từ lúc con bị âm theo đó, con đi chữa xong là tới giờ con chay hơn nửa năm nay. Con ăn chay ngay ngày rằm với mùng 1. Ông ăn chay ông mới khỏe ra, ông mới bớt bị bệnh, chứ ông mà ăn thịt ông bệnh là nhiều lắm. Dạ. Số ông như thế. Cũng được nhé. Vậy thì dạ. Vậy thì bây giờ thế này đi. Không cần về cậu thính vị bạn gà trên kia nữa, mà chỉ cần bạn gà đang ở chỗ bên anh, đang theo anh đấy. Người ta vào anh người ta chia sẻ cũng được, bởi vì là bạn này bạn cũng tu cũng khá rồi. Dạ. Nha. Đang thấy anh dạ. Hết người và người ta cũng vào người anh rồi đấy. Giống như con vừa con đang lúc con đang xem cậu like con nói chuyện với bạn gà luôn. Con giống như là hỏi giống như gật gật cái đầu như là gán cho cậu Hành gọi cậu hỏi xong con cậu vừa hỏi bạn nữ là cắt cổ gà đó, con mới hỏi là bạn gà là con có cắt cổ cổ gà bạn gà lần nào chưa, gà lắc đầu. Được rồi nhé, bây giờ bạn ngồi đi. Bạn trên kia, bạn nữ ở trên thì chắc là cứ ngồi nào, các bạn gà bạn tự vào thôi nhỉ. Còn bạn nam ở dưới thì bạn ngồi đi nhé, thả lỏng người ra nhắm mắt lại. Trong đầu bạn nghĩ giúp cậu là để cho bạn gà bạn lên 100%, nên để bạn ấy chia sẻ. Bạn gà ở dưới bạn nam này nói được này, bạn ấy tu tập, thế là bạn ấy nói được này, có thần thông này. Chào bạn. Bạn gà này bạn ấy, bạn gà này bạn ấy đang khóc ấy. Bạn ấy khóc vì bạn ấy mừng. Bạn ấy mừng bởi vì là bạn ấy là thân gà, bạn ấy tu rất là lâu rồi. Bạn ấy hướng dẫn các bạn gà ở cùng vùng đó tu nha. Bạn ấy tu rất là lâu rồi nhưng mà bạn ấy hướng lên trời nhưng chưa bao giờ được các vị Phật để ý đến. Đó. Tu rất là lâu rồi nha. Bạn gà này tu cũng phải tầm khoảng 300 năm. Đấy. Nếu mà người thấy nhá. Đấy, một bạn gà mà bạn ấy là thân gà mà bạn ấy tu 300 năm rồi mà bạn ấy chưa được đi siêu thoát thì mọi người phải hiểu là như nào. Đấy, làm thân gà mà để được làm thân người rất là khó nha. Nên mọi người phải quý trọng cái thân người. Đấy. Chào bạn nhá, thì hôm nay có duyên với bạn. Đấy, thì hôm nay là các vị Phật đấy, là cũng có duyên với các bạn gà. Thế mong là thôi thì bây giờ bạn nên chia sẻ một chút về cái hoàn cảnh của các bạn này, rồi các bạn ở dưới đó khổ ra sao này, từ lúc bị cắt tiết này, rồi là bạn cũng thấy bạn cũng có hiểu về nhân duyên từ kiếp trước với lại những cái người mà cắt cổ bạn ấy, thì bạn có thể kể cái trường hợp của bạn nhé, để mong cho những người xem được hoặc có thể ngộ được một chút nào đó nhé. Và hôm nay thì cũng đủ duyên, thế nên là sau khi mà chia sẻ xong ấy thì cậu cũng xin phép các ngài đấy. Tôi xin phép các bạn sẽ độ tất cả các bạn gà, bạn nào đủ phúc thì sẽ đi lên trên. Đã lên trên lên trên chắc là bạn biết rồi nhỉ. Đây cho bạn xem luôn nhé, bạn gà nhé, cho các bạn gà xem luôn này, lên trên đầu này.
Đấy. Nhìn sáng không? Nhìn là biết là cõi Phật rồi nhỉ. Thì sẽ lên đó tu, còn bạn nào chưa đủ phúc thì chịu khó là xuống dưới âm chịu cho xong tội đã nhá. Ít nhất là xuống dưới âm chịu tội thì cũng đỡ hơn, sẽ nhanh được đi đầu thai hơn là cái số phận cứ là thân bất động rồi là lang thang ở trên trần này. Được rồi đấy, bạn bạn chia sẻ đi bạn gái ơi, không phải nại nữa đâu nhé. Con không nghe cậu nói gì hết. Bạn kể về cuộc đời của bạn đi bạn gà ơi. Từ lúc mà bạn bắt đầu sinh ra nằm gà, rồi là cho đến lúc bị cắt cổ, rồi là do cái nhân duyên gì mà kiếp trước bạn bị như vậy. Đau khổ đúng không? Cậu biết là đau khổ. Nhưng mà thôi nhá, kể trường hợp của mình để cho rất nhiều người khác họ giác ngộ tỉnh ra được một chút nào đó thì cũng là mình tích một chút cái công đức đấy, gieo duyên cho người khác mới đến tu tập đúng không? Vẫn nghĩ lại cái cảnh mình bị như vậy nên sợ gì, biết rồi. Cậu biết là sợ nhưng thôi nhá, mình phải cố gắng mình tu mà, mình phải vượt qua nỗi sợ chứ đúng không? Bây giờ mình vượt qua nỗi sợ nhá, mình kể lại cuộc đời đau khổ của mình khi kiếp mà làm gà nhá. Bây giờ mình kể từ kiếp trước của mình đi. Kiếp trước của mình làm những việc ác gì mà kiếp này mình phải đầu thai làm gà. Đấy, sau đó thì mình lớn lên rồi mình bị như nào? Và đến khi chết thì mình như nào nhá. Nhiều lắm cô ạ. Vâng. Nhiều thì cứ kể một vài kiếp ra của mình ra, là kiếp trước giết người vô số rồi thế nào đấy đấy. Cậu biết là đương nhiên là nhớ lại những cái đó sẽ sợ, bởi vì không thấy bản thân mình quá ác, cậu biết. Nhưng mà thôi bây giờ cố gắng vượt qua nỗi sợ nhá. Mình chia sẻ cái hoàn cảnh của mình cũng là để cho nhiều người họ nhìn lại bản thân họ đó. Để họ giác ngộ, họ họ suy ngẫm và họ tu tập. Đó cũng là cách gieo duyên đó. Nào ngồi nhớ lại đi nhá, xong rồi kể. Muốn hôm nay là bạn là người có nhân duyên nha, thế nên bạn muốn cứu được tất cả các bạn gà khác thì bạn sẽ là người phải có nhân duyên. Bạn có nhân duyên mà các bạn gà khác hôm nay có được đi siêu thoát hay không ấy, có được lên trên rồi là được xuống dưới để đi đầu thai hay không ấy, là nhân duyên ở bạn đó nhá. Các bạn gà, các bạn ấy tu và các bạn ấy còn hiểu biết hơn cả người ấy. Bởi vì con người ấy thường thường là còn coi thường sinh mạng, nhưng các bạn gà các bạn rất được quý trọng. Cứ nhớ tiếp đi, cứ ngồi nhớ tiếp đi. Nhớ một chút nữa nhá, xong rồi kể cậu nghe. Sao thấy có ánh sáng xuống đầu mình không? Có một vị vị cho nhớ lại đấy. Bạn này khóc bởi vì cái vị mà cho xuống đầu bạn ấy để bạn nhớ lại đây ấy, từng là thầy của vị ấy, của bạn ấy. Nhưng mà cái kiếp đó bạn ấy không 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 biết tu, bạn ấy làm điều sai nên bạn bị phạt. Đập đầu con. Nào bắt đầu kể đi nhỉ, các kiếp trước mình đã làm những cái gì mà kiếp này phải đầu thai làm gà. Cậu thì cậu nhìn thấy cậu kể dễ lắm, nhưng cậu muốn chính chính từ miệng bạn kể như thế thì bạn cậu kể giúp con.
Sợ. Nhưng mà đấy là do bản thân mình làm ra mà, tại sao lại sợ? Được rồi. Ngoài những cái kiếp tốt ra, những cái kiếp tu tập ra ấy, thì tôi không nói. Nhưng mà những cái kiếp ác thì thôi, thì kể một vài kiếp. Mà cái bạn gà này, kiếp trước bạn ấy làm những điều gì nhá, mà bạn phải đầu thai làm gà. Có kiếp thì bạn ấy rất thích ăn thịt gà. Ngày nào bạn ấy cũng phải ăn mấy con gà liền. Bạn ấy không ăn, bạn không chịu được. Bạn ấy thèm thịt gà, bạn ấy thích ăn thịt gà kinh khủng. Cái kiếp đó bạn ấy là địa chủ. Đấy. Là một kiếp khác thì bạn ấy là cũng dạng kiểu là địa chủ, người có tiền, nhưng bạn ấy lại luôn luôn là bóc lột người khác. Người khác không nghe là bạn bạn ấy sẽ tra tấn này, đánh đập này, đến khi mà người ta chết vẫn không tha. Xác vứt chất đống này. Lại có kiếp khác, bạn gà này bạn ấy là tướng quân và bạn ấy chỉ thích đi nghe lệnh vua này, rồi là đi đánh các nước khác để chiếm chiếm đất ấy. Và khi đến các vùng mà có những người dân ấy, bạn ấy chém, bạn ấy không tiếc tay. Ông người ông chứ cậu ạ. Thì ai cũng có những kiếp Ông nói thiện. không có ông đâu. Ông nói Ai tôi từ đó. cái sạch Ông nói tôi là. Ông nói tôi là. Không còn một gì nữa. đấy, mà Ông người nói thấy tôi không, đến đâu này. Tôi đến đâu đấy. đây Cậu là đây là một ạ. đây đây là người dân của cái thời đó nhé. Bạn gà này bạn ấy giết cái kiếp đấy đấy, đây là trên này người ta đang lên, người ta nói đấy, mọi người thấy 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 hay không? Mọi người nhìn nhé, nhìn nhé. Phụ Bạn nữ có thai đó em cũng không ra. Ông ấy còn gạch một nơi thế nhỏ hay thế cơ cậu ạ. Về cái thế thì có tội gì đâu. Nhưng còn chưa thì sinh ra mà. Người ta vô tội là cậu. Đố mọi người biết tại sao mà vừa rồi bạn gà đăng nhập bạn nam, bạn ấy dừng lại một tí, bạn ấy dừng lại ấy là để bạn ấy nhớ lại kiếp trước của bạn ấy. Sau đó bạn ấy nhìn vào tay bạn ấy thấy toàn máu, thế nên bạn ấy lại lại bạn ấy sám hối tiếp này, bạn này bạn sám hối với các vong linh này kìa. Thế là rồi, thế này nhá, nếu mà hôm nay đã có nhân duyên với các bạn và các bạn gà, tôi sẽ cố thêm một chút nữa. Vậy những cái người mà từng bị bạn gà này giết, họ đang lên kia họ nói, thì tôi sẽ giúp cả cho những cái người vong linh đấy nữa, rất là nhiều nha. Nên hôm nay ngoài độ các bạn gà sẽ độ cho tất cả các quan gia chủ của các bạn gà nữa. Tôi thì đã làm là một thể vậy. Đấy, mọi người nghe nhá, giết người như con dóc thịt ra và hả hê cười. Tiếng điện thoại hết cỡ rồi, còn nướng thịt nữa ở đấy còn phụ nữ có thai rạch bụng ra lấy đứa nhỏ. làm bạc chết đứng đấy hoa cỏ nó nốt cháy sạch không còn được cái gì của thế cậu ạ. Đi đâu đốt sạch không còn một cái gì. Thế mọi người nghe nhá, làm thân gà là phải chịu những cái gì, được chưa? Nghiệp kiếp trước này, rạch bụng người khác, rạch thịt người khác nướng này, được chưa? Làm thân gà cũng bị nướng này, bị ăn này, bị rạch này, tương tự chưa? Đấy. Bạn này bạn ấy đang cái vong linh ấy họ lên họ họ kêu than, họ kể từ từ mấy nghìn năm trước rồi chứ không phải là bây giờ đâu. Đấy là những cái kiếp lâu xa của bạn gà này rồi. Nếu mà người nghe nhá, nhiều kiếp trước làm quá nhiều việc ác nên mới phải đầu thai làm gà,
chứ không phải là cái nghiệp nó tích từ từ kiếp này, mỗi kiếp này không là phải làm gà đâu nha, nó tích của nhiều kiếp. Đấy, tiếp nhỏ đấy là các kiếp, một vài kiếp mà bạn gà này bạn ấy làm điều sai. Đấy thì bây giờ kể đến tiếp là cuộc đời của bạn gà này khi mà đầu thai làm gà nhá, tôi sẽ kể mọi người nghe. Giống như bao con gà khác được nở ra từ trứng từ một mẹ gà mái, nở ra thấy cuộc đời rất là vui tươi và tươi đẹp, cũng ăn cũng đi quanh sân trong vườn lớn lên cho đến một con gà trưởng thành, gà trống cũng gáy cũng bay cũng rất là oai. Nhưng đùng một cái đến một ngày đang ở trong sân nhìn thấy mấy người, người ta nói chuyện, người ta cười đùa. Sau đó một người, người ta đi ra, người ta chỉ và người kia bắt mình. Lúc đó rất là hoảng loạn, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết kêu, biết dãy, nhưng không dãy được, không kêu được. Và khi mà người ta đi ra chỗ để một cái bát ở dưới, thì lại càng hoảng loạn, kêu và cố vùng vẫy nhưng không vùng vẫy được. Và khi mà người ta cầm dao lên thì khóc gào thấu trời lên, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tiếng kêu của gà. Gào muốn gào thấu trời xanh nhưng chẳng có ai hay một cái gì mảy may xuất hiện. Và khi mà bị cắt cổ thì hồn ra khỏi và đứng ở bên cạnh, ở chân của cái người cắt cổ đấy, và nhìn thấy thân xác của mình đang chảy máu. Lúc đó bạn, phần hồn của bạn gà này bạn ấy sợ quá, bạn ấy ngất đi, mất một lúc. Sau đó tỉnh dậy thì bắt đầu nhìn thấy thế giới âm, tức là những cái loài động vật khác và những con vật khác. Và đương nhiên bạn ấy cũng có nhìn thấy là con người nấu, bạn ấy lúc đến nấu nó xong rồi nhé, là đang ngồi ăn bạn ấy. Bạn ấy chỉ biết khóc hoảng loạn. Sau đó thì bạn ấy đi quanh và bạn ấy tìm đồng loại và những bạn gà khác. Trong khi tìm những bạn gà khác thì bạn ấy tập hợp đấy rất là nhiều bạn gà cùng đi với nhau. Đấy. Và lúc cùng đi đó đến giờ thì tôi thấy đi rất là nhiều nơi, có đi cả đến chùa đấy, để nghe kinh nhá. Hay nhỉ, gà mà biết đến chùa nghe kinh, nhưng mà chỉ được ở cổng chùa đấy. Ra chùa nghe kinh này, ra đền từ ngoài nhìn vào trong đền này đấy, thấy các quan các thứ này, xong lại bị vong linh nó đuổi các kiểu, chạy loanh quanh bay tứ tung cái thứ này đấy. Xong lại trở lại về cái nơi mình chết, bị cắt cổ đây này. Đấy, bạn này thì bạn ấy mới chỉ tu được đến cái mức như thế thôi, chứ bạn ấy chưa có nhìn được là bạn ấy có nhân duyên gì với lại cái người mà cắt cổ bạn ấy ở cái kiếp làm gà đấy. Và từ lúc đấy đến giờ thì đấy, thì bạn ấy cũng chỉ biết tu tập theo kiểu như thế, là đấy, lăng đến chùa để nghe kinh, nghe niệm kinh. Và bạn ấy cũng có đôi lúc các bạn ấy cũng có cùng với các bạn bảo bạn gà khác là cũng cùng có nghe kinh rồi niệm theo. Được rồi, oan gia chủ của bạn gà cứ bình tĩnh nhá, không phải giận. Mọi người hôm nay có nhân duyên ở đây ấy. Nó có tu nghiệp trước còn cũng không tha cho mẹ đâu, nó phải biết cảm hóa cho anh đọc lông không bị nướng lên như thế nào cậu Ừ, cậu hiểu. lại ác mày ác lắm. Câu hỏi anh nhé. Thế bạn gà bạn ác thế, vậy anh có ác không? Ừ, cũng có. Tốt, cũng biết là mình các kiếp trước mình cũng gây nhiều nghiệp ác nhỉ.
Vậy bây giờ những cái người mà mình từng hại ở kiếp trước đấy họ cũng không tha thứ cho mình thì có buồn không? Có buồn không? Có đúng không? Vậy mình cứ giữ mãi hận thù như thế. Con này chủ của mình cũng cứ giữ mãi hận thù như thế. Vậy người đau khổ cuối cùng có phải là mình với người con này chủ đấy không? Đúng rồi con. Vậy cái người mà nó hại mình đó, nó có thèm nhớ gì là cái việc nó từng hại mình không? Nó phải chịu mày con. Nó Nó không phải chịu cái nhớ. điều đó con đây. Nó không nhớ, nó gây ra tội nó phải chịu là đúng rồi, nhưng nó không nhớ thì nó có đau khổ không? Trong tâm nó có đau khổ không? Nó không. Vậy mình cứ nhớ mình mang hận thù thì trong tâm của mình đau khổ như vậy, thì có phải là mình đang tự làm khổ mình không? Đúng rồi. Nó làm hại thân xác của mình thì mình đau thân xác, nhưng chính mình lại làm đau tâm hồn của mình. Thế có phải là mình cũng đang hại mình không? Vậy bây giờ các bạn cùng nghe bài này nhé, nghe bài hát này của cậu. Sau đó thì cùng suy ngẫm, suy nghĩ có thể bỏ qua được hận thù hay không ấy, thì làm nào để mình cùng là những người sướng nhất nhé. Mình phải tự 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 thương chính mình trước, mình phải giúp cho mình không còn khổ sở trước, được không? Thì mình mới có thể là làm thế nào để được tốt nhất, chứ không bây giờ mình cứ ôm mãi hận thù như này thì suốt ngày mình cứ tự hành hạ mình như này à, đúng không nhá? Đúng rồi cơ. Nhá, thì bây giờ nghe nhá. Hy vọng rằng hôm nay ấy, cậu có thể có duyên với tất cả các bạn gà này, rồi là tất cả các con ấy chủ các bạn gà này, dù là người hay động vật. Các bạn cùng nghe nhé. Bạn nghe bài này chắc các bạn cũng hiểu nhỉ, ai đều có kiếp trước từng có làm sai hết, dù kiếp này lương thiện đúng không? Thế là mình buông bỏ hận thù để giúp cho nhau bớt đau khổ, đó là cách tốt nhất. Ôm mãi hận thù không phải là cách, đúng không?
Ai cũng từng làm sai, không ai là không cả. Vậy tiện đây nhá, cho cậu hỏi nhờ một chút bạn online chủ của bạn gà ở trên đấy, cho cậu hỏi nhờ chút là người ta hay bảo là chết xuống dưới đấy sẽ được gặp Phật gặp Thánh, thì bạn ở xuống dưới đấy bạn có được gặp Phật không? Chết xuống dưới đó rồi có thấy Phật không? Chết xuống dưới đó có thấy Thánh không? Đấy, bạn gà bạn đến cổng chùa đó bạn nhìn vào bạn có thấy Phật không? Có lúc có lúc không. Lúc nào các vị xuống thì mới thấy. Vậy các bạn thấy đấy, gặp Phật, có nhân duyên với Phật, có nhân duyên với Thánh, có dễ không? Không dễ chút nào đúng không? Như bạn gà đấy, bạn tu 300 năm rồi, bạn thấy bạn bạn có nhân duyên để được một vị Phật nào đó độ cho, nó có dễ không? Không dễ chút nào. Còn bạn vong linh ở trên thì bạn bạn cũng hơn 1.000 năm rồi, 1.500 năm rồi nhỉ? Đấy, 1.500 năm rồi, bạn đã bao giờ được nhìn thấy Phật chưa? Không mới thấy tụ À nãy mới thấy à? Đấy, 1.500 năm lần đầu tiên thấy Phật. Thế bạn có thấy sáng không? Ừ, thấy các ngài sáng không? Vừa rồi thấy, vừa rồi thấy. Hả? Ngài xoa đầu ạ? À, ngài cho đồ cho à? À cho đồ mặc. thức ăn. À cho thức ăn. À lâu lắm rồi hôm nay mới được ăn à, khổ thân. Đấy, các ngài thương thế thì phải nghe lời các ngài nhé, bỏ qua hận thù đi, mình buông bỏ hận thù thì mới thì các ngài mới cho lên chỗ các ngài để tu tập chứ đúng không? Bây giờ có muốn mình có muốn bản thân mình này, người thân của mình được thoát khổ không? Đó, muốn thoát khổ, muốn thoát khổ. Được rồi, từ từ nhá. Muốn thoát khổ thì phải buông bỏ đi hận thù thì mới thoát khổ đúng không? Buông bỏ hận thù để mình thoát khổ từ trong tâm trước. Từ bên trong con người mình trước, đúng không? Mình phải giúp mình từ bên trong con người mình thoát khổ trước thì cậu mới giúp được cho mọi người ở bên ngoài được lên cõi của các ngài để tu tập, đúng không? Thế lên cõi các ngài mà trong tâm vẫn còn hận thù, vẫn còn đau khổ thì có ngài nào cho ở trên đấy không? Không đúng không? Vậy chúng ta cần phải buông bỏ hận thù từ trong tâm trước đúng không nào? Nhưng tội Thế có biết bạn gà này các kiếp trước có nhân duyên gì với mình không? Ngoài những cái kiếp mà mình hại mình ra đấy. Có biết không? nhầm bạn cầu ạ, À, cũng có kiếp có là một biết. tiếp bạn. Không biết là có kiếp bạn gà này là bạn của mình. Thế ngoài kiếp bạn ra còn có nhìn thấy được cái kiếp nào khác nữa không? Hả? Cùng tu. À kẻ thù. Thôi nhìn được vậy nó cũng khá đấy, chưa nhìn được rõ ràng quá sâu nhưng mà như được như vậy nó cũng khá đấy. Nhưng mà cái trước đấy thực sự là không muốn giết, không muốn giết người đâu cậu. Cái này không muốn giết người, không muốn giết người nhưng cũng giết rồi đúng không? Chỉ Ở làng lính làm thì đến cũng ở làng lính thì giết người thì cũng phải chịu nghiệp do bản thân mình gây ra chứ đúng không? Người họ sai thì họ chịu cũng chịu một phần, mình tự tay giết thì mình cũng phải chịu một phần chứ đúng không? cậu ạ. Nhưng không để trái lệnh thì cậu ơi. Cậu biết là không thể khẳng định được rồi. Nhưng mà bây giờ cậu đang muốn nói tiếp này. Thế bạn gà này từng có kiếp, bạn ấy là bạn thân của mình, bạn ấy cùng tu học với mình. Vậy bây giờ mình cùng hướng đến Phật, hướng đến Thánh tu học,
thì mình liệu có dùng tình yêu thương để bỏ qua hận thù để cùng tu tập tiếp được không? Mình không được tức chúng cậu ạ. Vẫn tức à, cậu biết chắc chắn là vẫn tức rồi, bởi vì bảo mà buông bỏ hận thù thì rất là khó đúng không? Vậy bây giờ cậu sẽ nói cho bạn biết một số kiếp khác của bạn gà này với bạn nhé. Vâng. Sau đó bạn nghe xong thì bạn bạn xem là suy nghĩ xem là có thể bỏ qua hận thù hay không nhé. Vâng. Có kiếp khác, bạn gà này bạn ấy là cha đẻ của bạn. Kiếp đó bạn hành hạ, đánh đập, đối xử với người cha này không bằng một con chó. Có một kiếp khác, bạn với bạn gà này cũng là bạn ấy cũng là cha của bạn và bạn đối xử rất là tệ. Bạn không cho ăn cho uống để ông ấy nằm bệnh tật vạ vật ở đất. Này có kiếp khác, bạn là mẹ của cái bạn gà này. Lúc đó bạn gà này là một bé trai. Nhưng mà bạn vì ích kỷ bản thân mình, bạn cho bỏ mặc bạn bé trai này ở lại cái nhà cũ rách nát của mình, còn bạn đi đến với lại người chồng giàu có. Lại có kiếp khác, bạn là bà của cái bạn gà này. Lúc đó bạn gà này cũng là một em bé, thấy ngoan lắm. Nhưng mà bạn ấy vì tiền nên bạn bán bạn ấy cho nhà địa chủ. Trên đời này tất cả, dù là ai với ai chăng nữa, đều có những kiếp tốt và kiếp xấu với nhau. Vậy tại sao bạn và các bạn khác hay tất cả chúng ta lại cứ phải nhìn vào những kiếp xấu đó mà không nhìn vào những nhân duyên tốt? Và tại sao lại không chịu hiểu là những gì mình gây ra, người ta gây ra với mình đều là do từ nhân duyên hàng vạn vạn kiếp trước mình từng đối xử tệ với người ta? Đúng không? Vậy bạn nghĩ xem nhé, tại sao bạn cứ chấp niệm vào những, bạn tức bởi vì bạn chấp niệm vào những cái kiếp xấu mà bạn gà này bạn ấy hại bạn, là kiếp vừa rồi đấy, bạn ấy giết bạn. Vậy tại sao bạn không nhìn vào những cái kiếp mà bạn giết bạn ấy, bạn hại bạn ấy, hay bạn ấy làm bạn ấy đau khổ, đúng không? Và có những kiếp khác, hai người là thiện duyên, bạn ấy từng yêu thương chăm sóc bạn, vậy tại sao bạn không nhìn vào những cái kiếp đó, đúng không? Vậy bây giờ chúng ta từng là những người có duyên với nhau thì hãy nhìn vào những điều tốt, bỏ qua những điều xấu, được không? Vẫn tức à? Vẫn tức à? Thế thế có muốn được tu theo Phật không? Có muốn đi theo lên chỗ các ngài tu không mà vẫn tức? Muốn điều tốt, muốn bản thân mình được điều tốt thì mình phải trao yêu thương, trao điều tốt cho người khác. Bạn có hiểu không? Không trao đi làm sao được nhận lại, đúng không? Vẫn tức à? Nó ác thì mình có ác không? Mình còn ác hơn nó ấy, đúng không? Vẫn tức. Thế cái tức đấy có giúp mình tốt hơn được không? Nếu mà cái tức đấy giúp mình tốt hơn được, giúp mình lên được chỗ các ngài để tu tập thì ai họ cũng tức hết đấy, đúng không? Thầy là kia. Mày không nói với tao một cái câu nào. Bạn gà bạn ấy đang quá xấu hổ nên bạn ấy không nói được thành lời. Ra thì cũng phải nói một câu. Đấy, bạn ấy này, bạn ấy xin lỗi đấy, nhưng mà bạn ấy không nói được thành lời.
Thú vị nhỉ, hôm nay gà mà biết xấu hổ luôn ấy, biết xấu hổ với những gì mình làm. Đúng là gà tu tập nó khác với gà bình thường. Thôi được rồi. Con nể mặt cậu. Không, đừng nể mặt cậu. Bởi vì nể mặt cậu ấy nó không giúp cho bạn hạnh phúc đâu. Bạn hãy nể chính cái tâm thiện của bản thân mình. Đấy mà là người bạn cần phải nể. Nhưng mà con lại tức cậu Bạn ạ. Tức thay tức, mọi người ấy. thay mọi người, đấy là cái chất của bạn. Con người sâu thẳm bên trong của bạn rất là lương thiện. Bạn tức thay mọi người nhưng bạn nhìn mọi người xem mọi người đâu có cần điều đó. Đúng không? Điều mọi người cần không phải là bạn tức thay họ, mà điều mọi người cần đấy là bạn có thể chia sẻ này, dẫn dắt này và gieo duyên để họ được tu theo các ngài. Được buông bỏ hận thù, đấy mới là điều họ cần. Đấy bạn thấy họ nói không? Đó. Mà nó đi ra rồi. Con thấy nhiều người lắm cậu ạ. Ừ, nhiều người. Bạn ấy ra bạn ấy hỏi Mọi mà. người. Đúng là con thấy mọi người đến nhiều lắm. Mà Ừ. thấy nhìn mà xong. Mà nó đi ra. Bà ấy đang hỏi mọi người là. Ý là bạn ấy hỏi mọi người xem có tha lỗi cho cái bạn bè hay không. Ừ. Tí nữa bạn ấy vào này bây giờ mà đợi tí. Đấy mọi người xem nhé, mọi người xem rồi cố gắng nhìn nhận bản thân mình. Trên đời này ai cũng có đều có nhân duyên hết. Dù là kẻ thù cũng có kiếp là kẻ thù nhưng cũng có kiếp là người thân đấy. Thế bạn lại vào lại đây này. Sao? Thế thế có thấy cậu nói đúng không? À. Đúng cậu ạ. Ừ. Mọi người cũng khuyên con bảo là thôi thì người ta đã như thế rồi. Không bị mất Thì mạng. thôi. Ừ. Thì thôi. Hai người ta. Rồi mình thấy cái chỗ tốt đẹp hơn. Con thấy mọi người cũng khổ quá cậu ạ. Đồ ăn thì không có. Quần áo thì rách nát. Trẻ con ấy. Thì khóc. Ừ. Con khóc cho cậu. À. Con khóc cho cậu ạ. Được rồi, nhá, hôm nay thì thôi thì có duyên với cậu. Cậu sẽ giúp cho nhá. Nhưng mà cậu hỏi này. Thế ví dụ mà hôm nay không có duyên với cậu thì liệu có thầy nào hay là thầy sư nào hay là ai giúp được mọi người không? Không Mình phải có. cảm ơn Đức Tôn. Mình ấy. Thế cả Người ta 1.500 đến. năm. Hả? Sao lại Người tức ta thế? đến xong rồi người ta gọi binh về người ta ra nhé. Còn bị đánh cậu ạ. À thế à. Không giúp được mà còn bị đánh. Thế 1.500 năm rồi mà không có thầy nào, 1.500 năm mà không đủ duyên với thầy nào tốt để giúp à? Không phải là không có. Mà bây giờ nó tha hóa lắm cậu ạ. À. Thật thật giả giả không biết đâu mà lường. Ờ. Người Thế thế ta cứ ở trên mạng người ta nói là ui giời ơi, thế này thế kia người ta chỉ cho xem cái tốt đẹp của người ta thôi. À. Còn giúp đó, phải có tiền cơ cậu ạ. Ô thế, thế 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 bạn cũng thỉnh thoảng nhập lên người Trần để xem mấy cái ở trên mạng à? À, Con cũng có duyên với cái bạn này ấy. thú vui người âm hay phết nhỉ? Nhưng mà có người nào phải tu tập cơ cậu. Ờ. Còn mấy người không tu tập. Không thích đến gần. À, người nào phải tu tập mới thích đến gần, à, người nào không tu tập không thích đến gần. Đúng rồi. Đấy các bạn xem nhé. Các bạn nghe bạn này bạn ấy chia Nhưng sẻ đấy. ở xa thôi. Nhưng thì đứng ở xa thôi cậu ạ. À, chỉ đứng ở xa thôi. Lâu rồi. Cái xứ của mình làm tổ xứ dương của người ta. À. Tội người ta lắm. Thế là chỉ đứng ở xa thôi, bởi vì là mình lại gần thì âm khí của mình làm tổn hại cái người dương đấy. Thế là tội người dương. À, rồi cậu hiểu. Đấy, thì bạn này đúng là bạn ấy tu tập khác.
Bạn rất là hiểu biết. Con chỉ tức là mọi người khổ đau như thế mà bạn ấy thì vẫn được luân hồi, bạn ấy được làm nhiều phước. Thế cậu hỏi bạn nhá, bạn ấy làm mọi người khổ đau như thế, nhưng mà cũng ngoài kiếp những xấu, những kiếp xấu ra, bạn ấy có nhiều kiếp bạn ấy tu mà, bạn ấy làm điều tốt mà, đúng không? Thế phúc phần của bạn ấy mới có, thì bạn ấy mới được làm nhiều kiếp, được luân hồi, đúng không? Còn bản thân mình đấy, mình tốt như thế, tại sao mình không được làm nhiều kiếp, được luân hồi? Bởi vì quá nhiều kiếp mình xấu, đúng không? Thế tính ra mình vẫn xấu hơn người ta, đúng không? Đúng nào, tính đi tính lại, nhìn đi nhìn lại, mình vẫn xấu hơn người ta, đúng không? Đúng rồi. Thế người ta, mình xấu hơn người ta thì mình phải hơn người ta cái là mình phải biết buông bỏ hận thù chứ, đúng không nhỉ? Thì thế mình mới được điều tốt hơn họ, thì mới được đầu thai nhiều kiếp chứ, đúng không? Thế nghe cậu nhé, cuối cùng quanh đi quẩn lại vẫn là lên biết buông bỏ hận thù thì mình mới được những điều tốt, đúng không? Đấy. Đúng rồi. Nhá. Thế bây giờ cậu nhờ điều này nhá. Bây giờ cậu nhờ điều này nhá. Thì bây giờ hôm nay thì cậu có nhân duyên với mọi người. Đấy, cũng là một phần cậu có nhân duyên với mọi người. Cái này cũng các vị bên Phật có bảo cậu hôm nay là đấy độ cho mọi người. Thì bây giờ cậu nhờ bạn với lại bạn gà ở dưới nhé, ngồi đấy nhìn, sau đó thì cậu sẽ xin các ngài rồi cậu làm, rồi các bạn ngồi đấy, bạn ngồi đấy bạn tả cho cậu nhé, xem là bạn nhìn thấy các vong linh đang như nào này, được những gì này, hay là đi đâu này nhá, cậu sẽ cho bạn với bạn gà nhìn thấy, được chưa? Nhá, sau rồi là có gì thì lát nữa thì hai bạn đi cuối cùng nhá. Được rồi. Hôm nay thì cậu sẽ giúp cho tất cả các bạn gà đất nha mọi người, và các bạn chủ của các bạn gà ấy, thế là những ai chỉ cần đang xem thôi nhá, là sẽ được. Đấy thì bạn gì ở trên, bạn nói cho cậu biết, cũng như là mọi người đang xem biết, những cái người trần còn nhiều u mê đó, bạn nói cho giúp cậu là bây giờ họ xem như vậy thì liệu là các bạn gà ở bên chỗ họ nó có được đi không, hay các vong linh ở bên chỗ họ có được đi hay không? Chắc cũng xem cậu nhiều rồi đúng không? Đấy, chắc cũng vào người trần xem cậu nhiều rồi nhỉ? Cũng thấy được là cậu cho nhiều người đi rồi. Rồi nhá, bây giờ hai bạn ngồi nhìn nhá, xong rồi là nói giúp cậu. Nào còn mọi người thì mọi người chỉ cần đấy quanh đi quẩn lại vẫn như thường ngày thôi nhá. Mọi người cứ nhìn vào màn hình cậu này, nhìn vào cậu, sau đó mọi người có tâm thì mọi người cùng quỳ lên. Sau đó mọi người khởi lên một cái ý niệm, chắp tay lại. Đây là trước khi mà giúp này, thì cậu sẽ nói điều này trước này. Mọi người cùng chắp tay lại này, quỳ lên này. Sau đó trong tâm mọi người, trong đầu mọi người hãy nghĩ đến các bạn gà đang ở trong đất cho mọi người. Đấy. Và các quan ấy, chủ của các bạn gà trong đất cho mọi người. Nhá. Tất cả các vong linh dù là người hay động vật. Đấy. Và tại sao cậu lại bảo mọi người nghĩ như vậy? Vì đơn giản là như này. Khi mà mọi người đọc kinh hay mọi người nghĩ xuất phát từ tâm của mọi người ấy, dù là vong linh đó đang ở địa ngục, đang ở trong ngục chịu tội, hay đang ở mộ, hay đang ở bất kỳ đâu, người ta đều có thể nghe được tiếng từ tâm của mọi người đang đọc kinh. Được chưa? Tức là sao? Dù người thân của bạn đang ở dưới ngục tầng thứ 18, nhưng nếu bạn khởi niệm từ tâm lên, bạn đọc kinh, bạn nghĩ hướng đến người đó, người đó ở dưới tầng thứ 18 cũng có thể nghe được tiếng bạn đọc kinh. Nhá. Đó. Thế nhiều người muốn cứu người thân của mình thì hãy hướng tâm đến người thân của mình đang ở dưới ngục. Chỉ cần chuyên trì kinh và khuyên người thân của mình cùng đọc kinh theo, cùng tu tập, thì tôi đảm bảo chắc chắn người thân của bạn sẽ sớm được ra khỏi ngục. Bởi vì người ta gọi sao nhỉ? Phần trần như các nhà khoa học nghiên cứu ấy, đấy gọi là sóng não.
năng lượng và sóng não nó có thể truyền đi mọi nơi đấy, nó có kết nối với nhau như vậy. Và về tâm linh thì bạn cứ hiểu là đấy là một cái đường dẫn, đường dẫn đi 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 mọi cõi. Ờ thì họ đều muốn được đi mà. Không phải mỗi bạn đâu nhé. Ừ. Sao có thấy họ mỗi một người lại một cái chấm nhỏ không? Đông lắm thầy ạ. Ừ. Đông quá mà. Ai cũng mong được siêu thoát, ai cũng mong được những điều tốt cả. Thế là họ đến nhiều là chuyện đương nhiên. Đấy, cái này là cái khác nhau giữa thầy âm binh và con của Phật của Thánh đấy. Thầy âm binh không làm được cái này đâu. Được rồi nhá, cậu đợi thêm một chút nữa để họ kéo lên đông đông một tí. Ở đất nhà mọi người họ nên hết, kéo lên đông đông một tí để cậu làm một thẻ cho nó dễ. Mọi người cũng sẽ cảm nhận chỗ mọi người rất là nhiều chứ không phải là mỗi chỗ bạn này trên màn hình đâu. Các bạn gà bị chết mà bất động cậu cũng sẽ giúp cho tỉnh lại và đi siêu thoát chứ không phải là mỗi các bạn gà cử động được đâu nhé. Các con gà ấy chủ cũng vậy, đang nằm bất động cũng sẽ giúp hết. Đây là lần này là các bạn gà và các con gái chủ các bạn gà nha, chứ còn những vong linh khác thì chưa đủ duyên với cậu lần này, để khi khác vậy. Được rồi, mọi người ngồi sẽ thấy căn phòng của mọi người đang ngồi nó lạnh hơn đấy nhá, bởi vì là vong linh họ kéo đến hơi nhiều. Nán nữa hết thì mọi người sẽ thấy phòng mọi người nó thoáng và nó hết lạnh, sẽ ấm ấy. Thế mọi người thấy sao, comment cậu xem nào. Có nhỏ đấy. Ừ, nhiều lắm. Con gái chủ thì cậu đã bảo là cả người và động vật rồi mà. Kể cả là con gái chủ của các bạn gà, cả côn trùng cũng có. Run cũng rất nhiều chứ không phải không, cậu sẽ làm hết. Con thấy có cả châu chấu này, ngố này, nhiều lắm cậu ạ. Mai xem lại có được không á? Cái việc mà độ nhiều chúng sinh như này thì mai xem lại là không được. Thế nên các bạn vong linh tranh thủ nhé. Nào được rồi, bây giờ cậu sẽ làm nha, cậu sẽ xin các ngài. Mọi người cùng quỳ lên nhá, quỳ lên rồi là mình cùng cùng hướng đến các bạn gà, các con gái chủ các bạn gà, để mong các bạn được những điều tốt nhất. Nay con xin nguyện theo.
Cầu thân ông danh che chở,
chúng sinh muôn lời gì xin người chớ che cho hạnh phúc của ai. Đấy nhá, vừa rồi ngoài giúp cho mọi người xong ấy thì đến cuối cùng cậu cũng phải sám hối các quan ái chủ cậu để cũng kiếp cậu làm gà cho cậu cầu siêu cho họ đấy, mọi người thấy nhá,
nên cậu cũng còn giúp mọi người xong xong rồi mới giúp đến mọi người chủ cậu đấy, giúp đến bản thân cậu. Sao bạn gà vừa rồi cho bạn lên đấy xong bây giờ bạn xuống, bạn thấy thế nào? Tôi nên nói nốt nha, xong tí rồi lại lên. Sao thấy trên đấy thế nào? Nại khóc. Sao thấy cậu cho các bạn lên đấy đông không? Nhiều không? Đấy, lên đấy rồi nhá. Thì cậu, bây giờ xuống đây một tí để nói lốt rồi lại tí lại lên đấy nhá. Nhớ là trên đấy thì phải chịu khó tu tập nhá. Ừ, chuộc lại những lần kiếp trước. Hãy cố gắng nhá, thôi đi nhá, bye bye. Cả bạn Phong ở trên kia đã xuống đây rồi thì nên nói nốt đi. Sao vui không? À bạn con gái chủ bạn gà trên vui không? Ờ à, sao thế vừa rồi khi mà cậu làm ấy thấy có những cái gì ở trên trời rơi xuống không, rơi xuống người của mọi người không, thấy có những cái gì? Hả? À? Tạc. Cái gì cơ? Xong rồi là mọi người xếp thành hàng. Ừ. Xong là con xem lại tất cả những gì mình làm. Thì là vẫn còn chấp nhận, vẫn chưa đủ tin, không được tin. Ừ. Rồi có các cuộc sáng từ trên trời xuống không đưa mọi người lên trên trời cộng. À. Ba vị Phật ngày cười đẹp lắm, các cột sáng ở trên trời xuống đưa đưa mọi người lên, các cột sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống nhỉ. Mọi người được xem lại hết những gì mình đã làm trong quá khứ. Ừ, được xem lại hết những gì mình đã làm trong quá khứ để giác ngộ ra, để buông bỏ hoàn toàn đấy. Người nào buông bỏ được thì mới được đi tổ. Ừ, người nào buông bỏ được mới được đi. Không chịu đâu, người ta vẫn chấp vào cái đấy. Nên là người ta vẫn phải lại, không được đi. Đúng rồi, nhá. Người nào phải buông bỏ thì mới được lên cõi Phật. Còn người nào giác ngộ cho đến như vậy rồi vẫn không chịu buông bỏ thì vẫn phải ở dưới, không được đi. À đúng đấy, các cột sáng lên trời các thứ, à, đúng đấy. Sao thế vậy lấy được lên trên? Thế bạn được lên trên đấy rồi thì bạn thấy trên đấy, cái thế giới trên đấy thế nào? Đẹp lắm cậu. À, đẹp lắm. Quả, đồ ăn, trẻ to, thấy hạnh phúc lắm cậu. À. Không ngồi dưới đây đâu. Các vị Phật thương lắm. Ờ. Rồi là dạy các Phật, rồi là đọc mình sống như thế nào để tiếp theo được trở thành người tốt tiếp theo. Ờ. Thế bạn lên đấy thì thấy bạn lên đấy thì thấy người với lại động vật có phân chia ra các lớp, các bên khác nhau không? Không, không cậu. Như thế là bạn luôn á. À. Không đấy là không gì hết. Ờ. Không phân nên chia gì cả, lên đấy tất cả đều như là bạn sống chung với nhau hết. Ờ. Ờ. Thế thôi nhá, cậu cảm ơn chia sẻ với bạn rồi nhá. Bây giờ hai bạn lại lên lại nhá. Chúc hai bạn tu tập thật tốt. Nhá, bye bye. Để xem nào, đọc comment của mọi người nè. Cậu bảo cho các bạn gà ở đất, nhà mọi người nữa con đang nằm mà dậy lạy và khóc như mưa cậu ạ. Mọi người thấy thế nào? Mọi người thấy phòng mọi người bây giờ thoáng hơn, nó nhẹ hơn không? Hết lạnh chưa? Hết nặng chưa? Vừa nãy cậu siêu ấy, còn có cả những người mà bị nghiệp gà nặng ấy là bị đau thân thể nhá, đau thân trần của mọi người này, mà thấy cậu
làm cả cho là cũng đỡ đau đấy. Không còn gì nữa hết rồi. Người thoải mái chưa? Thì bạn thì dạng kiểu như là các bạn giúp được các bạn gà, các bạn thấy vui ấy, kiểu vậy đấy mọi người. Thấy không, thấy ánh sáng thôi ấm. Cậu ơi sao con quỳ nhắm mắt mà người con cứ lạy mà muốn khóc cậu ạ? Con lạy Phật ngóc khóc như mưa, lạy Phật liên tục. Lúc ấy con khóc nhiều, giờ thấy nhẹ mà hết khóc rồi ạ. À, thật đấy, chân con hết lạnh luôn rồi, nãy còn lạnh cóng. Thảo lắm. Đầu với cổ con nãy nặng giờ nhẹ bẫng các bạn. Thì họ đi hết rồi thì chả nhẹ, còn nãy họ bu trên người nhiều để họ muốn được nọ kia ấy, muốn được đi ấy. Thế là nặng là đúng rồi, lạnh là đúng rồi, đau là đúng rồi. Lúc cậu làm con khóc nhiều. Cảm ơn hai bạn nhé. Cảm ơn hai bạn là tác phúc trợ duyên. Chúc hai bạn tu thật tốt. Cái gì là Dung à? Cậu thấy bạn còn nhiều nhân duyên với lại Vong Linh đấy. Thế nên có gì nếu mà lúc nào cần thì cậu nhờ nhé. Cảm ơn nhé. Chào hai bạn. Con khóc và còn ngáp rách mồm cậu ạ, giờ nhẹ nhàng nhiều. Mọi người khởi tâm thì sẽ được, vậy thôi. Thôi cậu cũng hơi mệt rồi, với lại bây giờ cũng gần 12 giờ rồi. Nên hôm nay cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã tác phúc trợ duyên. Cảm ơn mọi người đã biết đến tu tập và mong những điều tốt cho các bạn gà, các bạn gia chủ, các bạn gà. Cảm ơn mọi người nhiều. Chúc mọi người ngủ ngon. Và hy vọng rằng qua những cái buổi như này ấy, mọi người xem và mọi người có thể suy ngẫm, sửa đổi bản thân mình này, tu tập tốt hơn này, và tạo nhiều những điều phước lành, gieo duyên cho những vong linh, những người dương được tu tập và biết đến tu tập tốt hơn. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn mọi người yêu quý. Tiện thể nói nốt nhé, ai mua trầm, ai mua trầm với lại tinh dầu trầm nhé, hay thỉnh vòng gì inbox cậu nhé. Bye bye. Con thấy nóng hết cả người. Nóng người đúng rồi. Bye bye. Con xin sám hối.